Thực hiện chương trình hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhằm tăng cường hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, chiều ngày 11 tháng 12, Đài phát thanh truyền hình tỉnh Yên Bái và Đài phát thanh truyền hình tỉnh Lào Cai đã ký kết chương trình hợp tác trao đổi chương trình giai đoạn 2022-2025. Với mục đích tăng cường phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, cơ chế chính sách thu hút đầu tư kinh doanh, các tiềm năng thế mạnh, nét đẹp của nền văn hóa và con người của mỗi địa phương tới khán thính giả. Đài Phát thanh truyền hình Yên Bái và Đài Phát thanh truyền hình Lào Cai sẽ trao đổi thông tin thời sự và các chương trình phim phóng sự tài liệu, ký sự, văn hóa văn nghệ. Tiếp sóng lẫn nhau các chương trình tường thuật trực tiếp về những sự kiện lớn của mỗi địa phương. Trong công tác phối hợp sản xuất chương trình, hai đài có trách nhiệm hỗ trợ lẫn nhau trong việc tìm kiếm thông tin, tài liệu, nhân vật hướng dẫn đoàn làm phim hoặc cung cấp hình ảnh nguyên liệu để bên đối tác thực hiện các chương trình trên địa bàn của nhau. Các sản phẩm thực hiện trong khuôn khổ hợp tác sẽ được cung cấp miễn phí cho nhau để cùng phát sóng. Trong khai thác dịch vụ quảng cáo, hai bên cùng đẩy mạnh phối hợp trong việc tuyên truyền cho các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp có nhu cầu quảng bá, giới thiệu tuyên truyền trên các hạ tầng truyền dẫn. Cung cấp miễn phí cho nhau tín hiệu kênh truyền hình của hai bên trên ứng dụng xem truyền hình Đồng thời hàng năm, hai bên cùng trao đổi kinh nghiệm về xây dựng cơ chế chính sách, quản lý nghiệp vụ truyền thông, kỹ thuật công nghệ. Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng trao đổi về nhu cầu cung cấp thông tin của mỗi đài, những nội dung cụ thể trong việc phối hợp giữa hai đài như phương thức chuyển thông tin, vấn đề bản quyền, format các chương trình, việc trao đổi thông tin trên hạ tầng số, phương thức chi trả nhuận bút đối với các tin bài cộng tác sau khi ký kết chương trình trao đổi đài phát thanh truyền hình tỉnh lào cai đã đi tham quan một số phòng sản xuất các chương trình của đài phát thanh truyền hình tỉnh yên bái